khoảnh khắc đám rồng Komodo phá trứng chui ra ngoài. Theo tờ Story Channel, lần đầu tiên trong lịch sử 108 năm của sở thú chứng kiến sự ra đời của một trong những loài thằn lằn lớn nhất còn sinh tồn trên trái đất. Lần này, vườn thú tại Texas may mắn chứng kiến sự ra đời của 11 con rồng Komodo con. Phát ngôn viên của sở thú cho biết, những quả trứng rồng Komodo được các nhân viên sở thú chăm nom và trứng được ấp trong vườn ươm. Trứng rồng Komodo khi gần nở sẽ lớn hơn 50% so với lúc trứng mới đẻ. Con non chui ra ngoài bằng cách sử dụng chiếc răng sắc nhọn đặc biệt có tên gọi là răng trứng và chiếc răng này sẽ gãy ngay khi rồng bắt đầu cuộc sống tự do. Theo ghi chép của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, mỗi lần sinh nở rồng Komodo cái thường đẻ từ 20 đến 30 quả trứng, trứng ấp trong khoảng 9 tháng. Rồng Komodo là loài bò sát lớn nhất thế giới. Rồng Komodo còn trưởng thành có chiều dài tối đa 3 mét và nặng đến khoảng 70 kg. Rồng Komodo là loài thằn lằn nặng nhất và lớn nhất trong số những loài thằn lằn còn tồn tại trên trái đất. Với kích thước khổng lồ, rồng Komodo là kẻ săn mồi chuyên nghiệp và chúng là kẻ thù của các loài, từ nhỏ như con chuột cho đến lớn như con trâu. Trên thế giới từng ghi nhận vụ việc về rồng Komodo tấn công, ăn thịt người. Rồng không có kẻ thù tự nhiên, mối đe dọa lớn nhất của chúng là những con rồng khác. Những con rồng trưởng thành thường tìm cách tấn công những con non trẻ. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe. Xin giúp nhấn nút đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị khác.